Vâng, Khang Anh mùa giải 365 xin kính chào các bác nhá. Hôm nay Khang Anh giới thiệu bác nghe bộ micro Hohnsei rất là tuyệt vời. SHBLD DP650. Và đặc biệt là bán lấy tương tác cho các bác nhá. Bán lẻ thì rẻ hơn cả bán buôn, hãy bán lấy tương tác. Giá một bộ chỉ có 990.000 thôi. 990.000 bác nhá. Micro Hohnsei rất tuyệt vời. Các bác có thể thấy là cái hộp này to tướng này, đó nhá. Đập hộp cho các bác xem này. Các bác mua hàng thì xin liên hệ số máy 0964 867 866 để gặp nhân viên bán hàng các bác nhá. Giá này chưa bao gồm phí ship. Ship hàng trên mọi miền Tổ quốc giá thì chắc nó chỉ rơi vào 50 60.000 thôi. Nhận hàng thanh toán các bác nhé. Các bác đặt hàng thì đặt cọc 50.000 thẻ cào Viettel, rất đơn giản như vậy thôi. Đấy. Đây. Micro Su Micro SHBLD thương hiệu rất là nổi tiếng. DP650 rất là hay nhá. 990.000 thôi. Bán lấy tương tác các bác nhé. Đây, mặt nhôm này. Nhôm này. Nhung phay siêu đẹp, quá đẹp luôn. Tay mic thì nó màu xanh xám này. Ui giời. Quá đẹp luôn các bạn. Tay mic xanh xám. Đấy nha các bạn nha. Đẹp xuất sắc luôn. Cầm mát lạnh luôn. Tiếp theo là cục nguồn này và kèm đó là dây cùng một cục nguồn này và dây 6.5 này thôi. Rồi không không có pin nhá. Không có pin. Đây này. Rất tuyệt vời nha các bạn nhé. Cái này cắm nguồn mà nó còn đẹp nữa các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn. Mình cầm lại chỉnh. Quá là đẹp các bạn nhá. Đây, các bạn thấy hay nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để được nhận thông báo khi mà có video mới nhất các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn này, cái cổ mic này, thiết kế rất là đẹp luôn. Đây. Sắc led. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Nhôm nha. Dùng pin tiểu các bác nhá. Pin tiểu rất là thông dụng. Đấy, các bác có thể là mua bộ pin sạc về các bác dùng thì không bao giờ mình lo hết pin. Quá đẹp luôn. Để cắm này test cho các bác nhé. Bây giờ lắp test thử cho các bác nhé. Vừa nãy thì em có nói nhầm một chút. Là bộ này thì có đi kèm theo pin của nhà sản xuất các bác nhé. Có hai đôi pin. Cho nên thì cắm này test cho các bác. Đấy, rất là đẹp nhá, cắm nguồn mà rất là đẹp luôn. Để test các bạn nhá. Lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Micro rất nhẹ nhàng bay bổng nhá, tiếng như tuyệt vời luôn. Em đang cảm ứng một chút, thì giọng nó hơi nhẹ nhẹ. Nhưng tiếng mic này rất là tuyệt vời luôn à. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hụt lỡ xa vào đôi mắt em, chiều lao xoa khắp ngồi bên dèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi.
Cả cúm ạ. Đây bộ micro SHBUD DP650 rất là đẹp các bác nhé, cầm rất là thích tay, hát rất là nhẹ nhàng bay bổng nhé. Giá thì bán tương tác trong bác, bán lẻ rẻ hơn cả bán muôn các bác nhé, chỉ 990.000 thôi, ship hàng toàn quốc chưa bao gồm phí ship. Các bác mua hàng xin hệ số máy nhân viên bán hàng 0964867866, bọn em ship hàng trên mọi miền tổ quốc qua bưu điện các bác nhé. Các bác đặt hàng vui lòng đặt cọc 50.000 thẻ cả Viettel các bác nhé, đặt cọc cho chắc chắn đơn hàng một chút thôi. Cho bên em thì gói hàng gửi hàng thì rất là mất thời gian, rất là bận các bác nhé, cho nên là tiêu chí mua hàng các bác đặt cọc 50.000 thẻ cả Viettel, nhận hàng các bác thanh toán 940.000 cộng tiền ship nữa, ship rơi khoảng 50-60.000 gì đấy. Các bác thấy hay nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video sản phẩm mới nhất các bác nhé. Xin chào các bác.